quá sốc và sung sướng khi rau chùm ngay có thể tiêu diệt 93% tế bào ung thư phổi sau 48 giờ. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin rau chùm ngay có thể tiêu diệt được tối thiểu là 5 loại bệnh ung thư. Thực hư ra sao? Rau chùm ngay có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Theo báo cáo từ Trung tâm Thông tin Sinh học Quốc gia của Chính phủ Mỹ, chiết xuất từ lá chùm ngay có thể tiêu diệt 93% tế bào ung thư phổi ở người trong vòng 48 giờ. Không những thế, chiết xuất này còn có tác dụng mạnh mẽ, ức chế sự lây lan của tế bào ác tính, khiến chúng không thể di căn. Còn sau 7 ngày, chiết xuất từ lá chùm ngay có thể xóa sổ hoàn toàn tế bào ung thư phổi. Không chỉ có tác dụng thần kỳ với loại ung thư thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới này, chiết xuất từ lá chùm ngay còn có thể giết chết tế bào ung thư vú, ung thư da, ung thư buồng trứng, ung thư ruột kết, ung thư gan. Trước thông tin về siêu thần dược chữa bách bệnh, thậm chí cả ung thư, người dân rất hoang mang về công dụng, giá trị thực của loại rau này. Chúng tôi xin giới thiệu những thông tin của các nhà khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới cùng ý kiến của các chuyên gia Việt Nam về giá trị thực của loại rau này. Chất dinh dưỡng trong rau chùm ngay. Nhiều thập kỷ qua, rau chùm ngay vẫn đã được người dân Ấn Độ dùng để điều trị bệnh thiếu máu, viêm khớp, tiểu đường, trúng phong. Ngày nay, giá trị của rau chùm ngay cũng đã được công nhận. Từ hàng ngàn năm trước, người dân ở các quốc gia có nền văn minh cổ như Hy Lạp, Italia cũng đã sử dụng toàn bộ các bộ phận như lá, hoa, quả, hạt, rễ, thân của các cây chùm ngay để làm thực phẩm, vừa làm thuốc. Theo Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu John Hopkins thuộc Trường Đại học John Hopkins, Mỹ, rau chùm ngay có chứa hơn 90 chất dinh dưỡng, tổng hợp bao gồm 7 loại vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại axit amin, 46 chất chống oxy hóa. Cây chùm ngay còn cung cấp nhiều hợp chất quý hiếm như xanthin, quercetin, alpha, vân vân. Không những thế, loại rau này còn giàu các chất chống viêm nhiễm, các chất kháng sinh, kháng độc tố, các chất giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan. Còn so với các loại thực phẩm khác, rau chùm ngay chứa vitamin C nhiều hơn cam 7 lần, vitamin A nhiều hơn cà rốt 4 lần, canxi gấp 4 lần sữa, sắt gấp 3 lần cải bó xôi, đạm nhiều gấp đôi sữa chua và potassium gấp 3 lần quả chuối. Tác dụng chữa bệnh của rau chùm ngay. Phòng bệnh ung thư. Lá chùm ngay có chứa 46 loại chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và vitamin A, vốn giúp trung hòa các tác động tàn phá của các gốc tự do. Hợp chất xanthin với năng lượng chống lão hóa mạnh mẽ, trong chùm ngay cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào. Thêm vào đó, chùm ngay cũng có hai loại hợp chất phòng ung thư và chặn đứng sự tăng trưởng của khối u, khiến cây được mệnh danh là loại cây phòng ung thư. Vì vậy, muốn phòng ngừa bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa như thoái hóa điểm vàng và bệnh xơ nang, đừng bỏ qua loại thực phẩm cực tốt này. Hạ mức đường huyết. Rau chùm ngay có khả năng hạ mức đường huyết do chứa những hợp chất đặc biệt trong lá. Một nghiên cứu gần đây phát hiện, những người phụ nữ sử dụng 7g bột lá chùm ngay trên một ngày trong vòng 3 tháng liên tục đã giảm nồng độ đường huyết nhanh chóng từ 13,5 xuống còn 8. Giảm viêm. Các chất trong lá và quả của hạt chùm ngay có tác dụng chống viêm hiệu quả. Phòng ngừa loãng xương. Với hàm lượng canxi gấp 4 lần sữa, rau chùm ngay là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho xương, là thực phẩm cứu tinh của các quốc gia nghèo. Tổ chức Y tế Thế giới WTO và Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đã xác nhận giá trị của cây chùm ngay và đánh giá loại cây này như một loại lương thực cứu tinh của các quốc gia nghèo. Làm sạch nước. Ở một số vùng ô nhiễm của các quốc gia nghèo thuộc châu Á, châu Phi, hạt chùm ngay thường được nghiền nát hòa với nước nhằm loại bỏ các chất cặn bã có trong nguồn nước. Ngoài ra, chất dầu cay trong hạt cũng có tác dụng sát khuẩn, nên sử dụng nguồn nước này rất an toàn cho sức khỏe con người. Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, rau chùm ngay có thể phòng nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Cây chùm ngay không chỉ cung cấp dinh dưỡng, làm thuốc mà
mà còn là nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm. Lá được dùng làm rau, nấu canh, làm sinh tố. Theo giáo sư Hùng, đây là loại rau thích hợp với những vùng đất hay có hạn hán, khô cằn vì cây rất dễ sống nhưng không phải là loại thần dược. Chùm ngay còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường chất xơ, đặc biệt là loại rau này không phải phun thuốc trừ sâu. Rau có thể phòng rất nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường, thiếu máu, còi xương, gan, tim mạch, ung loét, còi giật, giúp hạ huyết áp, cholesterol, chống oxy hóa. Tuy nhiên, giáo sư Hùng cho biết, nó giống như các loại rau khác, đó là tăng chất xơ và vitamin E. Đây là hai thành phần cực kỳ quan trọng cho hoạt động của cơ thể. Từ xa xưa, người ta đã có câu, cơm không rau như đau không thuốc, nên ăn nhiều rau đều tốt. Tuy nhiên, việc chùm ngay được thổi phồng, chức năng để nâng giá bán, người tiêu dùng cũng cần cân nhắc. Giáo sư Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, mọi bệnh nhân có thể ăn vì đây là khả năng giúp tăng cường sức khỏe. Giáo sư Mai Trọng Khoa cho biết, không có loại rau nào điều trị được bệnh ung thư. Nếu có loại rau có thể điều trị được ung thư, thì các nhà khoa học không phải đau đầu tìm ra các biện pháp để trị căn bệnh này. Khi đó, nếu được ăn uống bồi bổ đủ các nhóm chất độn, chất béo, tinh bột và chất xơ, thì bệnh nhân sẽ hồi phục thể lực nhanh để có thể ngăn chặn sự sinh sôi của các tế bào ác tính. Có 4 phương pháp điều trị ung thư được y học hiện đại công nhận, đó là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nhắm trúng đích. Tuy nhiên, các phương pháp này đều gây tác dụng phụ, khiến bệnh nhân suy giảm miễn dịch, không ăn được. Đây chỉ là loại rau và tất cả bệnh nhân đều ăn được, nên không phải đắn đo khi ăn. Quan trọng nhất, đây vẫn chỉ là biện pháp tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vào ngày đèn đỏ, tuyệt đối không nên làm 10 điều sau. Trong thời kỳ đèn đỏ, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Để đảm bảo sức khỏe tốt trong thời kỳ này, chị em nên chú ý không nên làm những điều sau. 1. Không mặc quần bó. Quần bó sát sẽ làm cho phần nhỏ huyết quản bị chèn ép, từ đó ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, gây ra nhồi máu và phù chỗ ấy. 2. Không dùng sữa tắm rửa vùng kín. Khi bị đèn đỏ, vùng kín thường có mùi khác lạ nên bạn thường xuyên tắm rửa. Tuy nhiên, đừng nên dùng sữa tắm để rửa vùng kín vì dễ viêm nhiễm dẫn tới vùng kín bị ngứa ngáy. Trong vùng kín của bạn gái, thường ngày là môi trường mang tính axit, có thể khống chế vi khuẩn sinh sôi. Nhưng khi đèn đỏ, vùng kín lại nghiêng về môi trường mang tính kiềm, sức đề kháng chống vi khuẩn giảm thấp. Bạn có thể mua nước rửa dung dịch dành cho phụ nữ để đảm bảo an toàn về sức khỏe của mình. 3. Không đấm bóp mạnh. Khi đến ngày, chị em thường bị đau lưng, mỏi chân, nên thường đấm bóp để đỡ nhức mỏi. Việc này không đúng. Đau lưng trong thời kỳ đèn đỏ là do khoang xương chậu tụ máu gây ra. Đấm lưng càng làm cho khoang chậu tích tụ nhiều máu, làm tăng thêm cảm giác đau. Ngoài ra, đấm lưng khi đèn đỏ khiến nội mạc tử cung khó khôi phục lại sau khi bong ra, từ đó gây chảy máu nhiều, kéo dài thời kỳ đèn đỏ của bạn. Chỉ nên xoa bóp nhẹ xung quanh vùng lưng, bụng. 4. Không nhổ răng. Không nên nhổ răng vào ngày đèn đỏ vì lượng máu sẽ chảy ra nhiều, đồng thời sẽ lưu lại mùi tanh của máu trong miệng suốt một thời gian dài, khiến bạn không muốn ăn uống, gây ra thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ đèn đỏ. 5. Không uống rượu, bia, cà phê. Trong rượu, bia, cà phê, thuốc lá chứa chất kích thích thần kinh và huyết quản tim, gây ra những triệu chứng không thoải mái như đau bụng kinh nguyệt kéo dài và kinh nguyệt quá nhiều. 6. Không đi khám sức khỏe. Trong thời kỳ đèn đỏ, không nên đi khám nước tiểu và khám phụ khoa, cũng không nên kiểm tra máu và điện tâm đồ, vì lúc này bạn bị ảnh hưởng của hormone bài tiết nên khó có được kết quả chính xác. 7. Không làm chuyện ấy. Khi bị đèn đỏ, nội mạc tử cung bong ra, bề mặt giống như bị tổn thương. Nếu yêu vào lúc này, dễ làm cho vi khuẩn xâm nhập vào,
gây ra viêm nhiễm trong tử cung. Làm chuyện ấy trong ngày này rất dễ mắc các bệnh về phụ khoa đấy. 8. Không tắm nhiều. Trong ngày đàn đỏ, bạn không nên tắm quá nhiều vì có thể gây ra những viêm nhiễm đặc biệt. Khi đàn đỏ, nội mạc tử cung tách ra, miệng tử cung hơi mở, kinh nguyệt lưu lại trong âm đạo. Đây là cơ hội tốt để cho vi khuẩn lây nhiễm và sinh sôi nảy nở. 9. Không sử dụng một miếng băng vệ sinh quá 4 tiếng. Hầu như chị em chỉ thay băng vệ sinh khi miếng băng đã đầy dịch. Như thế không tốt đâu nhé. Khi dịch ở băng vệ sinh tồn tại quá lâu, sẽ làm phát sinh các loại nấm. Vi khuẩn dễ gây ra hiện tượng viêm nhiễm âm đạo của bạn đấy. Tốt nhất nên chọn cho mình một loại băng vệ sinh phù hợp và thay thường xuyên, cách nhau 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần thay băng vệ sinh, bạn nên chú ý vệ sinh thật cẩn thận để tránh viêm nhiễm. 10. Không làm việc quá sức. Trong những ngày có kinh, cơ thể bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, mất sức. Bạn cần chú ý sắp xếp thời gian, công việc sao cho hợp lý, không nên vận động mạnh. Nếu cảm thấy mệt, hãy nghỉ ngơi. Làm việc nặng sẽ làm cho kỳ kinh nguyệt của bạn kéo dài hơn, máu kinh ra nhiều, đau bụng kinh nhiều, mệt mỏi hơn. Chúc chị em luôn có cách bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt, đặc biệt trong những giai đoạn nhạy cảm của chị em phụ nữ chúng mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm tai hại khi nấu cơm, không phải bà nội trợ nào cũng biết. Các mẹ hãy cùng tham khảo nhé. Nấu cơm tưởng chừng như một việc đơn giản hàng ngày. Nhưng nấu như thế nào để giữ được chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số sai lầm khi nấu cơm bạn nên chú ý. Nấu cơm bằng nước lạnh là vô cùng phổ biến. Có tới 90-10 bà nội trợ sử dụng cách làm này. Nhưng các bạn có biết không, khi sử dụng nước lạnh để nấu cơm thì những hạt gạo sẽ bị trương lên, các chất dinh dưỡng bị nở ra, tan vào nước. Hơn nữa, những nồi cơm nấu bằng nước lạnh cũng thường sẽ không được ngon miệng vì cơm thường bị nát, vì gạo bị trương. Vì vậy, hãy thay đổi cách sử dụng nước nấu cơm bằng nước nóng để giữ lại dinh dưỡng trong gạo, có nồi cơm thơm, dẻo và ngon miệng hơn. Không rửa tay trước khi vo gạo. Bàn tay của chúng ta luôn luôn chứa đầy vi khuẩn nếu chúng ta không rửa sạch sẽ thường xuyên. Theo một nghiên cứu, thì có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ ở lòng bàn tay của bạn. Nếu không làm sạch tay trước khi vo gạo, thì việc truyền vi khuẩn từ tay đến món cơm của chúng ta là rất cao. Nó sẽ là điểm trung chuyển những nguồn bệnh lây nhiễm cho bạn khi chế biến thực phẩm và vo gạo đấy. Vo gạo quá kỹ. Chúng ta thường gọi cách chà sát gạo là vo gạo. Thực chất, đây là cách làm sai lầm, thiếu khoa học và phần nước đục ấy lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Theo các chuyên gia, việc chà sát gạo này đã vô tình lấy đi một lượng lớn các vitamin và khoáng chất bám bên ngoài hạt gạo, làm hạt gạo chỉ còn lại phần lõi là tinh bột mà thiếu đi glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2 và B6. Ngâm gạo trước khi nấu cơm. Để tiết kiệm thời gian, mọi người thường ngâm gạo trước khi nấu cơm. Việc ngâm gạo trong nước sẽ làm cho hạt gạo bị trương, khiến cho các chất dinh dưỡng bị hòa tan trong nước. Lúc này, hạt gạo sẽ không còn giá trị dinh dưỡng nữa. Bởi vậy, tránh ngâm, đãi gạo trước khi nấu. Mẹo nhỏ để có nồi cơm ngon. Dùng trà nấu cơm, mới đầu nghe thấy ai cũng nghĩ là lạ, nhưng đây lại là bí quyết được nhiều người sử dụng. Bạn có thể dùng một nắm lá chè, khoảng chừng 5-6 lá, ngâm lên để lấy nước. Dùng khoảng 1 lít nước, để từ 5-8 phút. Sau thời gian đó, bạn nên dùng vải thưa, lọc hết bã chè, vo sạch rồi nấu như bình thường, đợi đến khi cơm chín là được. Cho dầu ăn vào cơm. Khi nấu cơm, nếu ta nhỏ vài giọt dầu hoặc mỡ động vật vào cơm, cơm không những thơm, tơi, nhừ mà còn không bị cháy nồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
6. Thói quen sai lầm của 90% khi thức dậy gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Buổi sáng thức dậy, dụi dụi mắt, vội vàng ra khỏi giường, liền đi rửa mặt ngay, ăn tạm vài thìa cơm rồi đi làm. Đây đều là thói quen của đại đa số chúng ta. Rất ít người biết những thói quen ấy rất có hại cho sức khỏe. 1. Sáng dậy dụi mắt sẽ bị nhiễm trùng. Đồng hồ báo thức reo, không ít người sẽ vô thức mà lấy tay dụi mắt. Điều này không tốt cho mắt chút nào. Da mắt rất mỏng, dùng tay dụi mắt sẽ dễ làm tổn thương đến tính đàn hồi của vùng da này, làm các mao mạch rất dễ bị tổn thương. Hơn nữa, bụi bặm ở tay còn có thể làm mắt bị nhiễm trùng. Lời khuyên: sáng dậy không được lấy tay dụi mắt ngay mà phải rửa sạch hai bàn tay, dùng khăn sạch hoặc nước sạch để lau mắt. 2. Gội đầu buổi sáng dễ gây đau đầu. Theo góc độ của Trung y thì không khuyến khích mọi người gội đầu vào buổi sáng, đặc biệt là vào mùa đông. Thời gian gấp gáp, mọi người gội đầu xong thường không đợi cho tóc khô mà ra ngồi luôn. Như thế rất dễ bị cảm lạnh hay đau đầu. Nghiêm trọng hơn, có thể gây ra đau khớp, tê liệt cơ bắp. Lời khuyên: người già có thể gội đầu vào buổi trưa, còn người trẻ tuổi thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi chiều. Nhưng không được gội trước khi đi ngủ, phải để cho tóc khô. Nếu như bắt buộc phải gội vào buổi sáng thì phải xé tóc cho khô rồi mới ra ngồi. 3. Đánh răng không đúng lúc có thể gây cảm cúm. Sau một đêm, trong miệng chúng ta có thể tích tụ rất nhiều bụi bẩn. Chúng kết hợp với nước bọt rất dễ tạo ra mảng bám. Sáng dậy không đánh răng mà cứ thế uống nước hay ăn sáng, các mảng bám này sẽ theo vào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa và tạo điều kiện cho virus cảm cúm. Lời khuyên: không chỉ đánh răng buổi tối mà buổi sáng, việc quan trọng hàng đầu đó là đánh răng thật kỹ. 4. Không ăn sáng, uống nước nguội sẽ gây ra bệnh dạ dày. Bình thường, thức ăn vào buổi tối hôm trước sau khoảng 6 tiếng sẽ chuyển từ dạ dày vào ruột. Ngày hôm sau không ăn sáng, các axit trong dạ dày và các mang enzyme tiêu hóa sẽ tiêu hóa niêm mạc dạ dày. Lâu dần, các tế bào có chức năng tiết ra chất nhầy sẽ bị phá hủy, từ đó rất dễ gây ra bệnh viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Nhiều người còn cho rằng buổi sáng uống một cốc nước đun sôi để nguội là tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế nước mát sẽ gây tổn thương cho vùng bụng dưới. Lâu dần, nữ giới sẽ bị đau bụng kinh, nam giới sẽ bị đau dạ dày, đau khớp, làm giảm khả năng sinh lý. Lời khuyên: không chỉ ăn bữa sáng mà còn ăn thật thịnh soạn. Một bữa sáng lý tưởng gồm sữa tươi, sữa chua hoặc váng sữa, các sản phẩm từ sữa hay carbohydrate, hoa quả. Cũng nên uống một cốc nước mật ong ấm thay vì uống nước nguội. 5. Buổi sáng uống cà phê. Rất nhiều người có thói quen uống cà phê buổi sáng vì cho rằng cà phê sẽ giúp tinh thần được tươi mới. Nhưng theo nghiên cứu, sáng dậy liền uống cà phê sẽ dẫn đến dư thừa quá nhiều năng lượng, làm cho cơ thể rất mãn cảm. Ngoài ra, cà phê còn kích thích axit dạ dày, gây ra các bệnh về tiêu hóa. Những người bị loét dạ dày thì càng không được uống cà phê. Lời khuyên: nếu có thói quen uống cà phê thì nên uống sau khi dậy ít nhất là 1 tiếng, hoặc uống sau khi ăn gì đó, một ổ bánh mì chẳng hạn. Như thế vừa đảm bảo sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần luôn tươi mới. 6. Thức dậy, xuống giường không đi dép sẽ dễ bị tiêu chảy. Rất nhiều bạn trẻ buổi sáng vội vàng thức dậy mà không xỏ dép vào, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của cơ thể, vì vậy phải bảo vệ thật tốt. Sáng mới ra khỏi chăn, bàn chân vẫn chưa kích ứng kịp với nhiệt độ bên ngoài, lại không đi dép vào khiến chân rất dễ bị lạnh, từ đó gây ra triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, lâu dần sẽ có hại cho đường tiêu hóa. Lời khuyên: sáng dậy xuống giường thì nên đi dép lê vào, mùa đông thì càng phải đi tất vào nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Để quên quả cà chua trong ngăn đá tủ lạnh,
vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị. Thời tiết nóng bức, nhiều người muốn ăn đồ lạnh để giải nóng, cho nên cho đồ lạnh vào trong ngăn đá và chờ đợi trong thời gian ngắn rồi lấy ra ăn. Trên diễn đàn Imgur, một tài khoản đã chia sẻ mẹo cho quả cà chua vào ngăn đá tủ lạnh. 10 phút sau quay lại lấy ra thì quả cà chua đã bị đóng băng. Sự tò mò nổi lên, người này quan sát tình trạng tan băng của quả cà chua, quyết định cứ khoảng 30 phút lại chụp một bức ảnh. Không ngờ rằng quả cà chua rắn như đá dần dần trở nên queo quắt. Lớp tiết bề ngoài từ từ tan chảy, từng giọt nước thoát ra. Vết nước dần dần xuất hiện, những giọt nước không ngừng chảy xuống dưới. Vũng nước lớn trên bàn xuất hiện, quả cà chua dần dần xẹp xuống. Cuối cùng, anh ta đã biết điều gì xảy ra đối với quả cà chua đóng đá, trông giống như quả hồng bị hư. Tuy nhiên, quả cà chua sau khi tan băng rất dễ lột vỏ. Nhiều đầu bếp trước khi nấu súp cà chua sẽ cho quả cà chua vào ngăn đá một lúc rồi lấy ra ngâm vào nước, rất dễ lột vỏ. Để nguyên quả cho vào nồi canh, nước đun sôi lên, cà chua sẽ nở ra rất ngon.